wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Thông thường khi nhắc tới Intel NUC thì suy nghĩ đầu tiên đó chính là những mẫu mini PC cực kỳ gọn nhẹ, cấu hình đủ dùng và công suất tiêu thụ điện thấp. Trong số đó có một cái tên nổi bật hơn cả, đó chính là NUC School Canyon mà mình đang có ở đây. Nó dịch đại ý là thung lũng đầu lâu, hẻm núi đầu lâu gì đó. Và tất nhiên, điều làm cho sản phẩm này nổi bật không phải đến từ cái tên của nó, mà nó đến từ một cấu hình cực kỳ khủng trong một thân hình nhỏ gọn chỉ bằng một chiếc router Wi-Fi. Thì cái tổng thể của School Canyon không đi theo truyền thống vuông vức, sang trọng của những mẫu NUC đi trước nữa, mà nó có một chút góc cạnh hầm hố hơn. Về chiều rộng, nó sẽ tương đương với hai chiếc NUC thông thường, nhưng bề dày đã được làm mỏng hơn. Mặt trên được chia làm hai phần, một bên có họa tiết tổ ong, một bên có biểu tượng School tạo điểm nhấn. Nếu như các bạn nào sợ ma thì có thể thay đổi nắp trên này bằng một tấm khác được Intel tặng kèm, đơn giản hơn một chút. Chất liệu chính của School Canyon được làm từ nhựa, nhưng nó vẫn khá cứng cáp bởi vì bộ khung bên trong được làm từ kim loại. Ở hai bên của NUC School được đục lỗ họa tiết tổ ong, trong đó cạnh trái có nhiệm vụ hút gió và thổi luồng khí nóng ra sau máy. Ở mặt trước chúng ta sẽ có nút nguồn, khe tẻ SD thông thường, hai cổng USB 3.0 thông thường, trong đó cổng màu vàng là hỗ trợ sạc cho các thiết bị di động. Một điểm nhỏ nhưng được mình đánh giá rất cao trên những mẫu NUC, và cuối cùng là jack tai nghe 3.5mm. Mặt sau có một điểm cộng cực kỳ lớn, chính là cổng USB-C của hỗ trợ Thunderbolt 3. Với cổng Thunderbolt này, các bạn có thể làm được rất nhiều việc nhờ băng thông khổng lồ của nó, trong đó là kết nối với các đồ họa rời bên ngoài, ví dụ như là Aorus Box GTX1070. Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm HDMI, DisplayPort, hai cổng USB 3.0 nữa, LAN và nguồn. Bộ nguồn đi kèm với NUC School là loại gắn ngoài có công suất 120W, tương đương với những mẫu laptop gaming mình tầm trung hiện nay. Với 4 cổng USB được trang bị sẵn thì mình nghĩ các bạn nên sắm thêm bộ chuột và bộ bàn phím không dây, vừa tránh việc dây dợ lằng nhằng, vừa tránh việc thiếu cổng kết nối trong quá trình cắm nhiều thiết bị ngoại vi cùng một lúc. Hoặc là bạn cũng có thể mua những adapter chuyển đổi từ Thunderbolt sang USB 3.0. Nếu các bạn sợ độ trễ trong khi thao tác thì hãy yên tâm, vì NUC School sử dụng Bluetooth 4.0 cho tốc độ cao và ổn định. Ngoài ra, nó còn có Wi-Fi tích hợp bên trong một thân hình nhỏ gọn. Mẫu NUC School mà mình đang mượn đây là barebone, chưa có RAM và ổ cứng. Để gắn thêm, các bạn cần mở nắp đáy máy để gắn thêm vào. Khi mở nắp đáy, chúng ta sẽ có 2 cây RAM DDR4 và 2 cây M.2 hỗ trợ giao thức NVMe. Khá tiếc khi nó không được trang bị ổ cứng 2.5 inch để gắn ổ HDD tăng không gian lưu trữ game hay là phim ảnh. Bo mạch được thiết kế khá ổn, tương tự như những mẫu NUC truyền thống. Bên cạnh 2 cây RAM có một quạt tản nhiệt lớn, nhìn qua có vẻ hiệu quả nhưng đời không như là mơ. Đây chính là mẫu mini PC nóng nhất mà mình từng được sử dụng. Lúc chơi game thì nhiệt độ cả CPU lẫn GPU có thể lên tới 90 độ, rất nóng. Nếu như các bạn xác định mua sản phẩm này về để chơi game 4-5 tiếng một ngày thì mình nghĩ chúng ta hãy nên suy nghĩ lại một chút. Vì xử lý được trang bị trên NUC School Canyon là Intel Core i7-6770HQ cho hiệu năng tương đương với i7-6700HQ mà chúng ta thường thấy trên những mẫu laptop gaming. Tuy nhiên các đồ họa tích hợp bên trong đó đã được thay đổi, không phải là HD 530 nữa mà là Iris Pro 580 rất mạnh mẽ. Trên lý thuyết thì nó sẽ tương đương với GeForce GT940M. Để đánh giá hiệu năng của NUC School thì mình đã gắn vào đây 16GB RAM DDR4 bớt 2004 chạy đùa channel và ổ cứng là SSD M.2 NVMe 256GB. Bằng 3 NMAX CloudGate, mình chấm được Iris Pro 580 có hiệu năng giữa GT940M và GTX950M. Xét về điểm số thì Intel đã làm rất tốt khi không thua kém quá nhiều so với GTX950M. Tuy nhiên hiệu năng thực tế mới quyết định tất cả. Với các tựa game eSports từ nhẹ như Liên Minh Huyền Thoại cho tới trung bình như là Dota 2 ở mức thiết lập tối đa trên độ phân giải Full HD thì nó lại chỉ tương đương với GT940M và không thể nào so sánh được với GTX950M. Nhiệt độ trong quá trình chơi game và benchmark như mình nói lúc nãy là 90 độ. Mình nghĩ là tại sao Intel không hy sinh một chút độ ổn để có thể giảm đi nhiệt độ của phần cứng trong khi máy hoạt động rất ổn định, rất là yên tĩnh ngay cả khi trong đêm. Đối với những ai có ý định mua sản phẩm này về để chơi game thì mình nghĩ là các bạn nên bỏ ngay ý định đó đi nếu không muốn một ngày sẽ phải hối tiếc vì độ hot của nó. Mình nghĩ sản phẩm này rất phù hợp với những ai có nhu cầu công việc hơi nặng một chút, giải trí nhẹ nhàng, hoặc là bạn cũng có thể để phòng khách để giải trí sau những giờ làm việc và học tập. Chỉ cần Intel bằng cách nào đó giảm nhiệt độ xuống còn dưới 80 thì mình nghĩ nó sẽ rất hút khách, bởi vì tất cả mọi thứ còn lại của sản phẩm này đều rất là tuyệt vời, như là một thiết kế gọn nhẹ, rất là sang trọng, cấu hình phần cứng cao cấp, đủ dùng và các cổng kết nối đầy đủ cho tới những giao tiếp không dây. Các bạn nghĩ sao về mức giá 16 triệu đồng chưa RAM và ổ cứng? Hãy cùng comment phía dưới nhé. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn Alphard đã cho Thinkview mượn sản phẩm để thực hiện bảng giá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.